Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình VIETV. Tiếp theo, xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và giải trí. Thưa quý vị, Tổng thống Trump lại nhắn tin chỉ trích ông Sessions. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư ngày 26 tháng 7 lại tấn công ông Jeff Sessions trong một đợt tin nhắn Twitter mới. Lần này, ông Trump chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp của mình vì đã không sa thải quyền giám đốc FBI. Ông cũng đưa ra những cáo buộc mới về các cuộc điều tra liên quan tới cựu đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton. Trong hai mẫu tin nhắn vào hôm thứ Tư, ông Trump nêu nghi vấn tại sao Bộ trưởng Tư pháp Sessions không thay thế quyền giám đốc FBI Andrew McCabe, người mà ông Trump cho là một người bạn của cựu giám đốc FBI James Comey. Ông McCabe là người phụ trách cuộc điều tra về bà Clinton. Ông Trump cáo buộc rằng vợ ông McCabe đã quyên được 700.000 Mỹ Kim cho quỹ tranh cử của mình từ bà Hillary Clinton và các đại diện của bà. Được biết, vợ của ông McCabe đã tranh cử vào Thượng viện tiểu bang Virginia và được Thống đốc Terry McAuliffe tặng tiền tranh cử. Ông McAuliffe là một đồng minh của bà Clinton. Trong khi đó, thì nghị sĩ McCain đã kêu gọi hợp tác lưỡng đảng. Thưa quý vị, ông John McCain, nghị sĩ Cộng hòa có nhiều ảnh hưởng và cũng là cựu ứng cử viên tổng thống, người mới đây loan báo đang chống chọi với một dạng ung thư não hung dữ, đã xuất hiện trước Thượng viện vào hôm thứ Ba ngày 25 tháng 7 để đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết về tinh thần hợp tác lưỡng đảng từ các vị đồng viên của mình. Trong một tuyên bố soạn sẵn, ông McCain đã bày tỏ hy vọng rằng các nghị sĩ có thể quay về với đức tính khiêm cung, tìm thấy lại nhu cầu để hợp tác và sự trông cậy lẫn nhau. Trước khi đọc bản tuyên bố của mình, ông McCain đã được các đồng viên cùng đứng lên chào đón bằng một tràng pháo tay. Trong những lời sau cùng trước khi rời khỏi nghị trường, ông McCain cho biết sẽ lưu lại Washington trong vài ngày. Sau đó, ông sẽ trở về nhà một thời gian dài để chữa bệnh. Ông còn nói đùa rằng ông hoàn toàn có ý định sẽ trở lại để khiến cho nhiều người phải tiếc nuối về những lời lẽ tốt đẹp mà họ đã dành cho ông. Thượng viện tái tranh luận về thu hồi Obamacare. Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát vào hôm thứ Tư tiếp tục cuộc tranh luận không giới hạn có thể kéo dài hết tuần về việc thu hồi những phần chính của đạo luật chăm sóc giá phải chăng, còn gọi là Obamacare. Trưởng khối đa số Mitch McConnell kêu gọi các nghị sĩ mang những đề nghị sửa đổi của mình ra công bố trước nghị trường. Trong khi đó, trưởng khối thiểu số Chuck Schumer hối thúc Thượng viện dẹp bỏ toàn bộ hoạt động này và tiến hành các cuộc thảo luận lưỡng đảng về cách thức cải tiến Obamacare. Đạo luật mang dấu ấn của cựu Tổng thống Barack Obama nhằm mở rộng bảo hiểm y tế cho khoảng 20 triệu người, đa phần là người có thu nhập thấp. Trong những ngày tới, các nghị sĩ sẽ xem xét hàng chục đề nghị tiềm năng trong một tiến trình gọi là Vote-O-Rama, tức hàng loạt các cuộc biểu quyết nối tiếp nhau. Hiện nay, người dân Hoa Kỳ cũng có ý kiến trái ngược nhau về Obamacare. Nhiều người muốn Obamacare bị thu hồi ngay lập tức, nhưng nhiều người khác muốn có sự thay đổi từng bước. Nhiều người đã ngồi xe lăn để biểu tình ở Thượng viện. Thưa quý vị, trong khi Thượng viện Hoa Kỳ tiến hành cuộc bỏ phiếu mở cuộc tranh luận về dự luật thu hồi Obamacare, thì hàng chục nhà hoạt động, nhiều người đã ngồi xe lăn, đã biểu tình chống lại dự luật bên trong tòa nhà văn phòng Hot của Thượng viện vào ngày hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 7. Các nhà hoạt động hô vang khẩu hiệu đừng cắt bỏ Medicaid để nhắc tới chương trình y tế công cộng dành cho người có thu nhập thấp. Cuộc biểu tình này đã thu hút sự chú ý của các nhân viên Thượng viện và khách viếng thăm. Cảnh sát quốc hội sau đó đã đẩy những chiếc xe lăn để đưa người biểu tình ra khỏi hội trường. Thượng viện trong ngày thứ Ba đã gặp bế tắc 50-50 trên cuộc biểu quyết mở cuộc tranh luận về y tế, buộc Phó Tổng thống Mike Pence phải bỏ lá phiếu quyết định, phá vỡ thế cân bằng để khai thông cho cuộc tranh luận. Đây là bước đầu tiên để thu hồi đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng năm 2010, thường được gọi là Obamacare. Thưa quý vị, 99% cầu thủ NFL mắc bệnh tổn hại não. Bộ não của 110 trong 111 cựu cầu thủ đã qua đời của Liên đoàn Banh Bầu Dục Quốc gia NFL cho thấy dấu hiệu của một chứng bệnh liên quan tới những va chạm liên tục vào đầu. Theo một cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên chuyên sàn của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 7, đó là chấn thương mãn tính ở não, còn gọi tắt là CTE, một tình trạng có thể dẫn tới hành động hung hăng và bệnh mất trí. Các khám phá này dựa trên một cuộc duyệt xét rộng lớn nhất từ trước đến nay đối với bộ não của các cựu cầu thủ banh bầu dục. Các nhà nghiên cứu ghi nhận, những triệu chứng như trầm cảm và bất an cũng được báo cáo nơi những người có bộ não không có nhiều dấu hiệu bị thiệt hại. Vào năm ngoái, Liên đoàn Banh Bầu Dục Quốc gia hứa đóng góp 100 triệu Mỹ Kim cho công cuộc nghiên cứu về y khoa thần kinh học, cho rằng các cuộc nghiên cứu sẽ giúp Liên đoàn và các cầu thủ hiểu thêm về bệnh CTE. Tường thuật tai nạn chết người trên Instagram. Thưa quý vị, một thiếu nữ 18 tuổi đang ngồi tù với cáo buộc say rượu lái xe gây tai nạn giết chết em gái của mình.
Cảnh sát cho biết, Obdulia Sanchez còn truyền hình trực tiếp vụ tai nạn của mình trên mạng Instagram vào hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 7. Theo cảnh sát tuần lộ California, Obdulia đã lái xe dưới ảnh hưởng của rượu khi chiếc xe có điều khiển lao qua một hàng rào kẽm gai rồi lăn xuống một cánh đồng. Cảnh sát trưởng quận hạt Merced cho biết, em gái Obdulia đó là Jacqueline, 14 tuổi, đã bị thiệt mạng trong vụ tai nạn. Bé gái còn lại trong xe cũng 14 tuổi, bị thương nghiêm trọng. Cả hai bé gái ngồi ở băng sau đều không đeo dây an toàn. Đoạn video trên Instagram cho thấy Obdulia đi ra khỏi xe sau vụ tai nạn. Cô tuyên bố đã giết chết em gái mình và có thể đi tù, nhưng cô không quan tâm. Jacqueline lẽ ra sẽ ăn mừng sinh nhật 15 tuổi theo nghi lễ truyền thống Quinceanera vào ngày hôm Chủ nhật. Obdulia bị buộc tội giết người bằng xe trong khi lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Chuyển lậu rắn hổ trong lon khoai tây chiên. Thưa quý vị, một người đàn ông ở Los Angeles bị bắt giữ vào hôm thứ Ba sau khi tìm cách đưa lậu vào Hoa Kỳ ba con rắn hổ mang cực độc còn sống giấu trong những chiếc lon đựng khoai tây chiên. Ông Rodrigo Franco, 34 tuổi, bị truy tố tội nhập cảng phi pháp hàng hóa vào Hoa Kỳ liên quan tới một kiện hàng từ Hồng Kông. Kiện hàng bị các giới chức thuế quan và biên phòng Hoa Kỳ chặn giữ vào hôm 2 tháng 3. Trong đó, họ tìm thấy những con rắn dài 2 bộ. Các công tố viên cho biết trong kiện hàng còn chứa 3 con rùa mai mềm Bạch Tạng Trung Hoa. Các công tố viên cho biết là vào cùng ngày, ông Franco cũng đã gửi một chiếc hộp tới Hồng Kông, trong đó có chứa 6 con rùa thuộc danh mục cấm. Theo cáo trạng, ông Franco còn khai rằng trước đó ông nhận cả thảy 20 con rắn hổ mang trong hai chuyến hàng riêng rẽ, nhưng tất cả các con vật đều đã chết trên đường vận chuyển. Ông Franco đối diện với án tù 20 năm nếu bị kết án. Tạo ra năng lượng và nghệ thuật bằng vải. Thưa quý vị, chỉ sử dụng một bàn ủi, một tấm màn thuyền và đôi khi một cuộn chỉ, ông Benjamin Shaw đã tạo ra cái gọi là nghệ thuật linh hồn. Nghệ sĩ người Anh quốc đã tạo ra những bức chân dung và tranh phong cảnh bằng một tấm màn thuyền duy nhất với mục tiêu gợi đến một khoảnh khắc suy niệm. Ông Shaw tình cờ khám phá ra kỹ thuật này vào năm 2008 khi quan sát ánh sáng và bóng tối trên một mảnh vải ông đang sử dụng để thiết kế quần áo. Từ đó, ông tìm cách kiện toàn kỹ thuật của mình bằng một chiếc bàn ủi hoặc loại chỉ vô hình để tạo ra các bức tranh. Suốt 10 năm qua, ông đã làm việc với nhiều công ty thời trang như là John Galliano và Givenchy cũng như nhiều viện bảo tàng. Hiện nay, ông Benjamin Shaw đang có một cuộc triển lãm gồm 5 tác phẩm, được gọi chung là Nhìn xuyên qua chất liệu. Các tác phẩm này được trưng bày trên các cửa kính của cửa hàng thời trang Bergdorf Goodman ở thành phố New York cho đến ngày 3 tháng 8 tới đây. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Rihanna được Tổng thống Pháp tiếp kiến. Nữ ca sĩ Rihanna đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp kiến vào ngày 26 tháng 7 tại dinh Tổng thống Pháp là Cung điện Elis ở thủ đô Paris. Trước tiên, Rihanna đã được phu nhân Tổng thống là bà Bridget Emmanuel đón tiếp và sau đó được trò chuyện với Tổng thống Emmanuel với tư cách là một đại sứ của The Global Partnership for Education, tức là Tổ chức Hợp tác vì Giáo dục Toàn cầu. Cô được cử đến để yêu cầu Tổng thống Emmanuel đóng góp cho các dự án giáo dục của tổ chức này. Trước đó, nữ ca sĩ Rihanna đã gây chú ý khi cô trực tiếp đăng lên Twitter yêu cầu Tổng thống Pháp hãy đóng góp và cô cũng đồng thời gửi lời kêu gọi tới các nhà lãnh đạo các nước khác như là Canada, Đức và Argentina. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ Năm 27 tháng 7 cùng với Hoài Sa. Bản tin dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston. Trời có nhiều mây với nhiệt độ cao nhất ban ngày là 81 độ, thấp nhất vào ban đêm là 63. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Thành phố New York trời cũng nhiều mây và có nắng nhẹ trong ngày. Nhiệt độ cao nhất vào trong ngày là 82 độ, thấp nhất vào ban đêm là 72. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 60% xác suất mưa dông và sấm sét vào buổi chiều tối. Philadelphia trời âm mưu, dự báo có mưa dông và sấm sét vào buổi sáng sớm, với nhiệt độ dao động từ 56 cho đến 76 độ, gió Tây Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa dông vào khoảng 80%. Thủ đô Washington DC có mây rải rác kèm theo nắng nhẹ trong ngày, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 88 độ, thấp nhất vào ban đêm là 74, gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo 80% xác suất mưa dông vào buổi chiều tối. Thành phố Miami trời có nhiều mây, chiều tối có mưa dông kèm theo sấm sét. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 90 độ, thấp nhất vào ban đêm là 80. Gió đông nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 50%. Orlando trời có nhiều mây rải rác kèm theo nắng nhẹ trong ngày, với nhiệt độ dao động từ 77 cho đến 94 độ. Gió tây nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%.
Khu vực Tampa, trời âm u kèm theo mưa dông và sấm sét trong ngày. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 91 độ, thấp nhất vào ban đêm là 76. Gió hướng nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 50%. Chuyển sang khu vực Houston và Dallas, tại thành phố Houston, trời nắng kèm theo mây rải rác vài nơi. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 96 độ, thấp nhất vào ban đêm là 78. Gió tây nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 30%. Thành phố Dallas trời có nhiều mây kèm theo ít nắng nhẹ trong ngày. Nhiệt độ cao nhất lên đến 101 độ và thấp nhất vào ban đêm là 82 độ. Gió tây nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo ngày và đêm khô ráo và không có mưa. Khu vực Sacramento trời không mây, đầy nắng với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày lên đến 101 độ, thấp nhất vào ban đêm là 65. Gió tây nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo ngày và đêm khô ráo và không có mưa. San Jose trời có nhiều nắng và mây rải rác vài nơi, nhiệt độ dao động từ 61 cho đến 89 độ, gió tây bắc từ 10 cho đến 20 giờ một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Khu vực Los Angeles trời nắng kèm theo mây rải rác vài nơi, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 82, thấp nhất vào ban đêm là 67 độ. Gió tây nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Tiếp theo là khu vực San Diego với trời nắng và rải rác vài nơi với thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 78 độ, thấp nhất vào ban đêm là 70. Gió hướng tây bắc từ 10 cho đến 15 giờ một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc trong phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.